nay theo xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh gia đình bé heo cuộc sống Trung Quốc tại Việt Nam. Bữa nay thì em đăng video không có dài, em mong cô chú anh chị thông cảm. Tại vì bé heo nó nằm viện hôm bữa đó cô chú, rồi em mới sinh về hôm qua. Tại vì trong đó nằm bệnh viện á là nhiều người bị nhiều em bé nó bị tay chân miệng á. Tại trong phòng em nằm có lây thêm hai đứa nữa, em sợ quá em xin về. Thấy bé heo nó cũng tạm ổn rồi em xin về. Cô chú bắt đầu bệnh thì nó ói xong rồi nó tới ỉa, cô chú ỉa chảy ra nước không ỉa mà nó không kiềm chế được, nó không hay biết gì luôn á. Anh thấy con nó đừ hết trơn mà em thì nhà ở trong cái cù lao, đi qua phà ban đêm ban hôm thì đâu có ai đưa đâu. Đi giỏ thì sóng gió rồi em sợ, xuống đó gió máy rồi nó nặng thêm em không dám đi, em ghé đến sáng. Sáng đi qua bên chợ bên huyện á thì nói là nó bị rối loạn tiêu hóa rồi cho thuốc về, thì em thấy nó cũng đỡ rồi nó xin về. Xong rồi về nhà nó ối rồi nó ỉa nó đừ luôn, rồi em mới đưa đi bệnh viện Vị Thanh. Thì nằm viện trong đó thì không có phòng dịch vụ của cô chú, phòng thường mà dạng như thường nó như là cái phòng nó rất là tồi tàn luôn á. Rồi nó nóng nực muốn điên luôn, chịu không nổi luôn cô chú, mà lúc bệnh nó sao chịu nổi. Rồi thêm bị mấy đứa nó bị lây tay chân miệng, rồi em thấy nó đỡ em xin về nhà. Thì bữa nay em cũng về nhà rồi. Về nhà xong thì tới em cũng ối ỉa xong rồi cái tới Di Tường nó nóng, nó đau bụng, nó cũng ói ỉa, nó ngủ mà nó ói không hay, nói linh láng trong phòng hết trơn, trong mùng hết trơn á. Rồi xong rồi cũng tới hai thằng con của anh Bảy em nữa, giờ chỉ còn có nên mẹ à với chồng em thì bữa nay cũng mới phát bệnh rồi, cũng ói ỉa tùm lum hết trơn, không biết là bị như thế nào. Thì cái bữa mà em đi ở bên Vị Thanh á, đi hội chợ bên Vị Thanh về là không biết bị gì mà nguyên nhà bị hết trơn luôn, không biết là có ai lây bệnh hay gì không thì mình không có biết vấn đề đó, thì em chỉ nghi ngờ vậy thôi. Tại bữa đó đi về là bệnh luôn á cô chú. Còn nên mẹ mấy hôm nay mấy tụi em không có sức lực, không làm gì tiếp mẹ hết, còn mẹ làm không à, cơm nước rồi mẹ làm vòng vòng nhà cửa, rồi mẹ đi tưới phân rồi ngoài ruộng á cô chú. Rồi lúa bữa mà em về mẹ cấy là cũng gần chín rồi, thì cũng gần thu hoạch nữa, rồi mẹ rất là nhiều công chuyện luôn mà em thì không có miếng sức nào để làm hết trơn á. Bữa nay em ngồi đây em làm cái video này á để cho cô chú anh chị yên tâm á, như nhiều cô chú anh chị quan tâm hỏi bé heo nó khỏe chưa này kia á, bây giờ nó cũng tạm ổn rồi thì em đăng cái video này lên. Vài bữa nữa em khỏe lại thì em sẽ đăng video lại cho cô chú anh chị xem cuộc sống hàng ngày của em. Video của em được kết lại tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem. Bye bye, hẹn gặp lại video sau.